ù này nó dẻ đá mai cơ ri đẹp lắm phê ơi, có thằng đứng đỡ cái gì nữa nè. Ồ, này đứng thủ Kibadachi hả? Dữ quá. Con dễ sống lắm à. Dễ không quá dễ. Đứng gì dồi hay gì, đứng tư thế zombie chuẩn bị hay gì? Chưa vậy, vậy khó, thầy quay khỏi thầy quá. Thì có thể làm cho nó giống tư thế là hay rồi. Trời ơi, nó lo vẽ cái mặt không ơi, vẽ cho mặt cho đẹp. Quan trọng là động tác đi, cái mặt là tô sao. Trời ơi, giờ này nó nặng chưa ra cái cục gì nữa bé ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi, nãy vẽ ba hình hả, dữ quê. Cái này là đấm hả gì? Bây giờ kỹ thuật nào ghi tên kỹ thuật đó nha. Vẽ cái gì rồi ghi tên. Nó đang ghi. Gì ghi gì? Đấm này trước á. Kizami. Kizami Zuki. Kizami Zuki. Tự đọc sao viết vậy đi, khỏi cần phải đúng là tiếng Nhật đi, bây giờ mình tự hiểu đi. Từ từ mình tiếp thu rồi mình có thể là May. Mai Gary, ờ đó. Kia là đỡ gì? Okay. À ghê ok hả? Ờ rồi đó. Hay đó. Thấy tự tưởng tượng cái gì cũng được nha. Hay quý hiệu rồi vẽ logo cũng được.